chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 6 giờ của Tin Tuần San, tvtxonline.com.au. Bản tin ngày hôm nay thứ hai 15 tháng 1 sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Trong phiên xét xử hồi cuối tuần qua, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng thể hiện mong nguyện nếu có chết thì được làm ma tự do chứ không phải là ma tù. Hội chợ Tết cổ truyền 2018 được tổ chức tại St. Albans, mở đầu chuỗi hoạt động chào đón năm mới Mậu Tuất của cộng đồng người Việt tại Melbourne. Và tàu dầu Sanchi của Iran đã bị đắm sau hơn một tuần bốc cháy trên biển do va chạm với tàu hàng Hồng Kông. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Việt Nam đưa tin, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trong phiên xét xử mới đây đã đề nghị với hội đồng xét xử cho được chết tại nhà trong vòng tay người thân vì không muốn làm đám ma tù. Trong khi cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang ông Trịnh Xuân Thanh đã bật khóc ngay tại tòa trước khi phát biểu tự bào chữa. Cũng theo nguồn này, ông Đinh La Thăng, nguyên lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trình bày trước tòa một số điểm về gia cảnh của ông và tình trạng sức khỏe cá nhân. Trong đó có đề cập đến người bố đang mắc bệnh hiểm nghèo và con gái thứ hai có hoàn cảnh không bình thường, cần sự chăm sóc. Về phần mình, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, khẳng định trước tòa là ông không tham ô, không chỉ đạo rút tiền, mà chỉ do hành vi chuyển tiền sai mục đích mà bị cáo buộc. Được biết, Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề xuất các mức án đối với từng bị cáo. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án từ 14 đến 15 năm tù về tội cố ý làm trái về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Và bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị tù chung thân về hai tội, cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô. Kết quả của một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện ở 38 quốc gia, bao gồm cả những nước đã và đang phát triển, cho thấy phần lớn người Việt Nam thu thập tin tức từ các trang mạng xã hội. Cuộc thăm dò phỏng vấn 1.000 người tại mỗi quốc gia. Tại 37 trong 38 nước được khảo sát, số người tuổi từ 18 đến 29 tuổi sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm tin tức ít nhất một lần mỗi ngày, đông hơn số người trên 50 tuổi. Cuộc thăm dò ghi nhận cách biệt thế hệ lớn nhất là ở Việt Nam, tới 78 điểm phần trăm. Cụ thể, có tới 81% người Việt Nam từ 18 đến 29 tuổi sử dụng truyền thông xã hội hàng ngày để đọc tin tức, trong khi đối với người từ 50 tuổi trở lên, tỷ lệ này chỉ là 3%. Tỷ lệ trung bình toàn cầu về số người đọc tin tức trên mạng xã hội là 35%. Số liệu thống kê năm 2017 cho thấy, Việt Nam có khoảng 64 triệu người sử dụng Facebook, chiếm khoảng 3% tổng số người dùng Facebook trên toàn cầu, đứng thứ 7 về số người sử dụng Facebook trên thế giới. Và tiếp theo là tin tức nước Úc. Ngày hôm qua 14 tháng 1, hội chợ Tết cổ truyền cho năm mới Mậu Tuất đã được tổ chức tại St. Albans với nhiều hoạt động văn hóa giải trí hấp dẫn. Như mọi năm, bắt đầu từ 10 giờ sáng, nhiều gian hàng ẩm thực và vui chơi đã được dựng lên. Những món ăn đường phố quen thuộc của Việt Nam đã mang đến một cảm giác gần gũi cho những người tham quan. Bò lá lốt, bánh khọt, hột vịt lộn, nước mía, tất cả đều có mặt tại hội chợ năm nay. Ngoài ra, ban tổ chức cũng dựng sân khấu âm nhạc sôi động với nhiều giọng ca quen thuộc, trong đó có các ca sĩ đã từ Sydney tới để biểu diễn. Và không thể không nhắc đến tiết mục luôn được chờ đón trong các lễ hội Tết dân tộc, đó là Múa Lân Múa Rồng. Đoàn biểu diễn đã diễu hành quanh hội chợ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hàng trăm người xem. St. Albans là khu vực có đông người Việt sinh sống nhất tại tiểu bang Victoria, và hàng năm đây cũng thường là nơi đầu tiên bắt đầu các hoạt động chào Tết cổ truyền, thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt người dân từ khắp Melbourne. Hội chợ tiếp theo sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 21 tháng 1 tại Footscray. Sau đây là lịch cụ thể cho các hội chợ Tết âm lịch diễn ra tại các ngoại ô Melbourne. Những chuyên gia đầu tư cho biết, Úc đang nhanh chóng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, quy mô lớn. Điều này có thể giúp giảm giá thành ga và điện cho các hộ gia đình. Nhà máy năng lượng lớn thứ hai thế giới có thể sẽ được xây dựng tại Top End trong kế hoạch sản xuất thêm năng lượng tái tạo cho vùng lãnh thổ phía Bắc, theo sau việc xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 100 MW tại Nam Úc. Hội đồng khí hậu gọi đây là một giai đoạn thịnh vượng về thu hút đầu tư năng lượng tái tạo tại Úc. Theo chuyên gia kinh tế Warren Hogan, do khủng hoảng năng lượng về giá ga điện cao tại Úc được công bố rộng rãi, nên nền công nghiệp năng lượng tái tạo ở đây
trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Một người đàn ông và một phụ nữ đã bị đâm gần nhà ga Flinders Street lúc sáng nay, khiến một người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết đã có một cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người tại góc giao giữa Flinders và Elizabeth Street vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Người đàn ông trong độ tuổi 30 đã được đưa đến bệnh viện Royal Melbourne với những vết thương đe dọa tính mạng ở phần trên cơ thể. Người phụ nữ cũng tầm 30 tuổi, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Alfred và đang dần hồi phục sau những vết thương nặng. Theo cảnh sát, 4 người đã bị tạm giam để phục vụ cảnh sát điều tra về vụ việc. Và cuối cùng như thường lệ là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Người dân Hawaii hồi cuối tuần qua đã bị một phen hoảng loạn khi nhận được báo động sai trên điện thoại về một tên lửa đang tới. Mối đe dọa tên lửa đạn đạo đang tới Hawaii, hãy đi trú ẩn ngay, đây không phải là một cuộc diễn tập, là nội dung tin nhắn người dân Hawaii nhận được vào 8 giờ Hawaii ngày 13 tháng 1, tức 5 giờ sáng ngày 14 tháng 1 theo giờ Úc. Nhiều người dân lo lắng đã gọi điện đến cơ quan phòng vệ dân sự và 911 để hỏi thêm thông tin. Họ nhận được câu trả lời rằng đó là một cảnh báo sai. Cơ quan quản lý khẩn cấp Hawaii cũng khẳng định không có mối đe dọa tên lửa nào đối với bang này. Triều Tiên hồi tháng 11 phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-15, được các chuyên gia đánh giá là bước tiến lớn trong năng lực tên lửa. Tầm phóng của nó có thể đạt tới 13.000 km, vươn tới được Mỹ. Hawaii hồi tháng trước đã đưa hệ thống còi báo động từ thời chiến tranh lạnh trở lại hoạt động để đề phòng tên lửa từ Triều Tiên. Thống đốc bang nói rằng họ phải chuẩn bị thật tốt để đề phòng, mặc dù ông đánh giá khả năng bị tấn công là khá xa vời. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự cuộc họp quốc tế quy tụ các bộ trưởng ngoại giao ở Canada để thảo luận vấn đề về Triều Tiên. Tại cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói cuộc họp không giúp giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Lý do là vì tất cả các bên liên quan chính không có mặt tại cuộc họp. Cuộc họp ở Vancouver ấn định vào ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương do Canada và Mỹ đồng chủ trì nhằm biểu dương tình đoàn kết quốc tế chống lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Việc Trung Quốc không tham gia được nhận định là một khó khăn cho cuộc họp bởi Bắc Kinh là đồng minh duy nhất và là đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng. Các nước tham gia bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh của Mỹ. Giám đốc Bộ phận Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ Brian Hook cho biết, Trung Quốc và Nga, những nước không góp mặt sẽ được thông báo đầy đủ về kết quả cuộc họp. Tàu dầu Sanchi của Iran ngày 14 tháng 1 đã bị đắm sau một cú nổ cực mạnh sau hơn một tuần bốc cháy trên biển do va chạm với tàu hàng Hồng Kông. Tờ Sputnik dẫn thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ Hàng hải Thượng Hải cho biết, vụ nổ xảy ra trên tàu Sanchi của Iran vào khoảng trưa qua và chính thức đắm lúc 17 giờ cùng ngày. Lửa và khói đen bao trùm toàn bộ con tàu sau cú nổ cực mạnh. Khói đen thậm chí bốc lên cao ước tính khoảng 3 km. Được biết, toàn bộ thủy thủ đoàn tàu Sanchi gần như không còn cơ hội sống sót. Ngày 6 tháng 1, tàu dầu Sanchi đã va chạm với tàu hàng Hồng Kông CF Crystal ở vùng biển phía đông Trung Quốc. Cú va chạm khiến 32 thủy thủ trên tàu Iran mất tích. Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy tổng cộng 3 thi thể trên tàu. Tàu Iran gặp nạn khi đang chở 130.000 tấn khí ngưng tụ, có thành phần tương tự phân đoạn nhẹ trong dầu thô và được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm như xăng và dầu hỏa. Nhà tham gia chiến dịch Brexit Nigel Farage cho biết hôm Chủ nhật rằng ông đang ngày càng lo ngại rằng một cuộc bỏ phiếu cho Anh rời Liên minh châu EU có thể bị lật ngược do một nhóm mạnh mẽ những người ủng hộ Anh ở lại EU. Trả lời tờ Observer của Anh, cựu thủ lĩnh Đảng Độc lập Anh nói rằng một nhóm có tổ chức và được cấp tiền để hoạt động, gồm những người muốn ở lại EU, đã loại bỏ những người ủng hộ Brexit. Tuần trước, ông Farage nói rằng ông đã cảnh báo ý tưởng tổ chức bỏ phiếu lần hai về việc nước Anh ở lại là thành viên của EU nhằm giải quyết tranh cãi, một ý tưởng được đưa ra bởi những người tham gia chiến dịch Brexit khác. Năm 2016, 52% người bỏ phiếu tại Anh đã bỏ phiếu Anh ủng hộ rời khỏi Liên minh EU. Thủ tướng Theresa May đã gạt bỏ ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, nói rằng việc chấm dứt quan hệ thành viên với EU sẽ giúp nước này bảo vệ được nền kinh tế và cũng giúp Anh đạt được những thỏa thuận thương mại với các nước khác. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin của Tiệp Dần San ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.